Thì câu chuyện bắt đầu thế này. Cái ngày tôi đi tù về, tôi nhớ khoảng đó là khoảng 85. Thì tôi có mở một cái tiệm loại là gia công làm hình đó. Tuy nhiên là ai làm hình tới tráng phim làm hình thì mình đem cho cái người chuyên môn làm, rồi mình ăn hoa hồng đó để sống qua ngày. Thì cái chỗ trên đường phố Trần Quốc Toản là cái chỗ người qua lại, thì tôi được tiếp xúc với rất nhiều hàng người. Người Bắc, người Nam, người Tịnh Lên hoặc là người vừa chạy vùng kinh tế mới về, có những nhiều người hàng người trong đó, nhiều rất nhiều tầng lớp. Thì một hôm tôi gặp một ông thanh niên, nước da hơi mái mái bạc, mà tôi nhận xét là mới nhìn qua là tôi biết ngay người đó là người ngoài Bắc vào. Thì khi ông ta nói với tôi thì ông nói lại như là ông là người Bắc, thì tôi biết. Thì khi ông nói một cái câu nói mà tôi biết rằng là ông đi xin xin tiền, tại vì ông nói là bác cái chú cho tôi đồng để ăn ăn cơm, mà là mua khoai ăn như những người khác, mà họ nói một cách rất là tương đối văn vẻ hơn, thì tôi biết anh là một người anh đi xin tiền. Thì tôi mới hỏi anh thế này: anh ở ngoài Bắc mà sao lại anh tận vô Nam mà anh đi xin ăn? Thì ông nói rằng, tôi không không biết diễn tả sao, ông nói rằng vào trong này đó 10 người tôi ngửa tay tôi xin thì ít nhất cũng 6 người cho tiền thôi, nhưng mà ở Bắc thì đừng có hòng. Thì tôi bảo sao sao để đừng có hòng, anh là người Bắc, anh ở xứ Bắc thì đáng lẽ người ta thương anh, người ta có cái đồng hương đồng bọc chứ. Anh nói không có ăn đói rạ hòng thì tiền đâu mà bố thí, với lại có người ta cũng cho đâu. Thế anh ta vào Nam được 1 2 năm rồi, và anh ta sống bằng cái nghề đi ăn xin, và anh ta nói miền Nam cởi mở, có tình người, không xin không cho. Khi mà anh đi xin không cho thì họ có bao giờ họ mở miệng một cái lời mà nhiếc mắng hoặc là lăng nhục anh á. Trái lại là ở ngoài Bắc nếu như anh ta đi xin thì người ta không cho, người ta còn chửi vào mặt, nó nói anh ví dụ lười thay không chịu làm mà vác mặt đi ăn xin. Cho nên nó, anh thấy vào Nam anh thấy thoải mái. Và tôi nghĩ anh này sau này nếu mà anh không đi, anh qua một thời gian mà khó khăn như vậy, nếu anh lập nghiệp, anh đi làm công, đi buôn bán chỗ này chỗ kia, thì tôi nghĩ anh này anh chọn trong miền Nam. Thế thì cái danh từ bây giờ chúng ta nói miền Nam Bắc, thì cái thành phố Sài Gòn tôi cho là cái biểu tượng của miền Nam, và Hà Nội thì biểu tượng của miền Bắc. Thì Hà Nội đó là lương tri của nhân loại, lương tri của loài người, còn Sài Gòn á là hang ổ của mỹ ngụy. Thì đương nhiên nó phải có điều khác nhau rồi. Có điều tôi nhận ra thế này này, phải có sự khác biệt rất lớn giữa Sài Gòn Hà Nội. Sài Gòn sau bao nhiêu năm mà cộng sản tiến vào Sài Gòn rồi đó, tương đối mặc dù nó cũng hơi tàn tệ điêu tàn rồi, nhưng mà nó cũng còn trong bộ mặt còn khả dị được. Chứ ngày Hà Nội mà tôi đi cái xe Molotova đi qua Hà Nội đó, đi lên Bắc đó, thì Hà Nội rất là phải nói rất là nhếch nhác mà tồi tàn. Thì quý vị thấy hình ảnh nó lên thì quý vị thấy có so sánh đó. Thì cái vấn đề của xã hội chủ nghĩa cái sau 1985 không phải làm cho Hà Nội lên bằng Sài Gòn, mà làm cho Sài Gòn xuống bằng Hà Nội. Và thế này, Hà Nội là lương tri của nhân loại, nhưng mà sau 75 tôi thấy người Hà Nội vào Sài Gòn nhiều, nghĩa là vào lập nghiệp đó, mà không thấy ai miền Nam mà ra lập nghiệp ngoài Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hải Phòng hết. Thì cái điều đó là một cái điều mà chúng ta nhận thấy là vấn đề địa thế, địa lợi, hay là vấn đề phong tục. Vì sao người Hà Nội, người Bắc lại vào người Nam nhiều? Thứ nhất, người Nam đất đai phì nhiêu, dễ làm ăn. Nói chung là hồi xưa Hậu Giang đó, thì xuống sông mà bắt con cá, con tôm là rất dễ dàng. Cái trái cây trong vườn thì rất là nhiều thứ trái cây. Nhưng mà ngày nay có thể là họ vào nhiều quá, và bây giờ dân chúng rồi vấn đề canh nông không được khai thác trật tệ, cho nên những cái gì mà tôm cá đầy đồng đó. Vì vậy mà dân Bắc Cạn, Lạng Sơn trên núi, trên đèo đó cũng ùn ùn nhau mà vào Nam. Thì cái ngày mà tôi vào, tôi tù tôi về, tôi xuống bến xe, xuống cái ga Bình Hòa đó, rồi cho cái xe lửa đầu xuống ga Bình Hòa. Thì tôi một gia đình, hai mẹ con, hai vợ chồng và ba đứa con đều mù hết. Dắt díu mà cầm một cái gậy để mà đi, đi xuống xe lửa mà vào miền Nam. Thì tôi có hỏi rằng vì sao ông bà sao thống nhất rồi qua lại ở ngoài Bắc mà lại vào miền Nam?
thì họ nói rằng là tôi vào kiếm sống, tại đã mù thế này thì ở Mỹ không làm gì ra. Tôi vào đây tôi nghĩ là người miền Nam thoải mái, khoan hồng, thậm chí là nhân đạo có thể giúp chúng tôi sống qua ngày được. Thì có người nói với tôi, ông đừng có nghĩ là Sài Gòn bây giờ khá Hà Nội. Thì rõ ràng là Sài Gòn bị đông quá. Có người mà 40 năm mà Hà Nội tiến chiếm Sài Gòn và muốn đem Sài Gòn lại Hà Nội thì đương nhiên Sài Gòn bây giờ cũng như Hà Nội thôi. Thì bây giờ tôi nói thế này, cái tên Thành phố Hồ Chí Minh sau này nếu nhờ trời có thể đổi lại là Sài Gòn, nhưng mà con người và phong tục, phong thái của con người khó mà đổi lại được. Cái đó là điều tôi quan tâm. Chứ còn cái tên tôi không quan tâm. Bây giờ cho anh giữ cái tên đó, nhưng mà cái phong thái Sài Gòn nó được. Nhưng Sài Gòn bây giờ nó càng ngày càng luồm thuộm, càng bắt chước. Rồi thứ nhất là người ngợm là Sài Gòn bị bác vào, nó gần như đồng hóa, ở đâu cũng có người bác. Cái thứ hai là cái văn hóa đó, văn hóa chửi mắng rồi cút xéo rồi miếng chanh miếng ớt ở trong tiệm ăn này này dơ bẩn thế này thế kia. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng Sài Gòn bây giờ cũng như Hà Nội rồi. Hay nếu có còn là còn một chút gì đó mà thôi. Thì chúng ta hy vọng gì ở tương lai khi mà chúng là Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn để anh về Sài Gòn. Nhưng mà cũng như người tình cũ bây giờ còn nhan sắc, cũng như tính tình đâu còn như xưa nữa. Trong những năm gần đây, nó không nói trong những năm gần đây thì không đúng, ngay từ năm 1975 sau khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam thì cái số lượng người Bắc di cư vào miền Nam khá đông, và dần dần thì càng lúc nó càng đông hơn. Và cho tới bây giờ thì nhiều bạn bè của tôi, những đứa đã từng chơi với tôi từ cái thời tấm bé, cái thời mà tắm mưa ở Sài Gòn rồi chạy trên những cái con đường mà có nhiều cái cây me vân vân, thì họ gọi, họ nói tôi, Phong ơi, bây giờ Sài Gòn mình á là giọng Bắc nhiều hơn giọng Nam. Và cái văn hóa đó nó càng lúc nó càng tệ hại. Bây giờ làm sao đây? Cái bản sắc của Sài Gòn mình đã mất rồi. Cái con người Sài Gòn mình ngày xưa đó, lè phè, cùng bạn bè đi chơi, rồi có những cái hành động được xem là đẹp mắt của người Sài Gòn ngày xưa, những cái văn hóa cũ của người Sài Gòn dần dần biến mất, mà nó thay thế vào một cái văn hóa rất tầm bậy, và nó bị ảnh hưởng bởi cái khối lượng người Bắc vào miền Nam. Và nhất là trong thời gian gần đây là cái sự lấn chiếm bằng đồng tiền, tức là kiếm ăn ở ngoài Bắc có chút đỉnh tiền bạc thì chạy vào Nam mua nhà, và mua nhà ở Sài Gòn, thậm chí là những cái ngôi nhà lâu đời của bạn bè tôi ở những cái đường phố ở quận nhất và quận 3 đó, thì bây giờ là họ tìm cách là họ mua, thậm chí là trả giá rất là cao để mua và di cư vào đó ở. Nhưng mà các bạn, khi mà họ vào, họ mang luôn cái nền văn hóa lệch lạc của cái giáo dục xã hội chủ nghĩa ngoài Bắc vào, và nó làm cho con người Sài Gòn bây giờ thay đổi. Như tháng trước, cái hồi Tết, thì như trong một cái livestream tôi đã nói, tôi có một tiền bối đã từng về thăm Sài Gòn, và bà ở Sài Gòn từ nhiều năm rồi. Bà ở Sài Gòn, bà chứng kiến tất cả những cái thăng trầm của Sài Gòn. Và bà rời khỏi Sài Gòn sau năm 1975. Tháng trước bà tính về thăm một số bạn bè cũ. Thật sự bạn bè cũ bà cũng không còn bao nhiêu người đâu, tại cái tuổi bà rất là lớn rồi. Nhưng mà bà muốn ngó lại xem cái Sài Gòn nó thay đổi như thế nào. Bà lấy vé đi một tháng, nhưng mà cuối cùng mới được có hơn một tuần lễ thì bà phải chạy qua Thái Lan. Rồi cuối cùng bà trở về Mỹ. Khi trở về Mỹ, bà nói với tôi hai điều. Thứ nhất, con ơi, bây giờ nó không phải là Sài Gòn ngày xưa của mình nữa. Cô về đó thì nó giống như là cô đi một cái xứ khác nè. Chỉ có một cái điều mà mình vẫn nói tiếng Việt thôi, chứ hoàn toàn cái văn hóa nó khác biệt rồi. Nó mất đi hết tất cả những cái chất sống của Sài Gòn ngày xưa rồi. Đó là cái điều thứ nhất bà ghi nhận được. Và cái điều thứ hai, một tuần lễ hơn, cô không dám ăn, uống nước nhiều hơn. Tại vì bây giờ đồ ăn ở Sài Gòn, bây giờ không biết cái nào thiệt, cái nào giả, cái nào độc hay không độc. Các bạn, đó là thực trạng của Sài Gòn bây giờ. Và cái câu hỏi đặt ra là
làm thế nào chúng ta giữ được cái bản sắc của người Sài Gòn ngay tại Sài Gòn. Thật sự các bạn, nếu mà các bạn gọi tôi là phân biệt vùng miền, hay là các bạn gọi tôi là kẻ chia rẽ dân tộc cũng được. Nhưng thật sự, tôi nói với các bạn, là cái văn hóa ở ngoài Bắc như đã một lần tôi phân tích, nó không thích hợp với người miền Nam chúng ta. Thứ nhất, người miền Nam chúng ta xưa nay cầu an, lè phè, mộc mạc, có sao nói vậy. Đó là cái bản chất của người miền Nam. Đúng không? Và bây giờ, thì cái nhóm người ở ngoài Bắc họ tràn vào trong miền Nam. Họ mua nhà, mua cửa, rồi họ đưa con cái họ vào trong miền Nam. Rồi họ sống theo cái kiểu mà gọi là trưởng giả học làm sang. Tức là ngày xưa thì nghèo khổ, kiếm không ra miếng cơm. Bây giờ nhờ quan hệ, nhờ người thân, thậm chí là bản thân là đảng viên, cho nên kiếm được tiền và kiếm được rất nhiều tiền. Thì bắt đầu khoe của, tức là sao? Mua được cặp loa, mua được cái máy nghe máy dĩa than, đúng không các bạn? Bây giờ ở bên đó gọi là máy dĩa than, tức là cái máy Akai ngày xưa mình đó, 45 vòng hay 33 vòng đó. Còn bên đó gọi là máy dĩa than thì phải, đúng không? Mua được cái máy dĩa than đó thì đi khoe khắp khắp nơi, thậm chí là lên Facebook khoe. Mua cặp loa độ khoảng mười mấy ngàn đô la để nghe cái dĩa Akai đó thì cũng mang lên khoe. Tức là cái văn hóa khoe khoang, cái gọi là để che giấu đi cái quá khứ nghèo khổ của mình đó, nó diễn ra hàng ngày ở Sài Gòn. Và tôi thì tôi nói là chúng ta không phù hợp với cái văn hóa khoe khoang đó. Người miền Nam vẫn là người miền Nam, người Sài Gòn thì vẫn là người Sài Gòn, và người Sài Gòn thì không thể nào mà đánh mất đi cái bản sắc của mình. Nếu như bắt chước họ, thấy họ khoe mình cũng khoe, thì đương nhiên là mình sẽ bị mất đi cái bản sắc của mình, đúng không? Rồi thấy họ nói năng cái kiểu mà thô tục thì mình cũng nói năng thô tục theo. Các bạn, cái mộc mạc và cái thô tục nó hoàn toàn khác nhau. Người miền Nam mộc mạc nhưng không có thô tục. Còn cái văn hóa dưới cái mái trường Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngoài Bắc, nó không phải chỉ mới có một vài thập niên này, mà nó suốt 70 năm rồi. Từ thế hệ cha ông của họ cho tới thế hệ của họ bây giờ, hoặc là mấy đứa trẻ bây giờ, nó đã trải qua 3-4 thế hệ bởi cái nền giáo dục lệch lạc đó rồi. Cho nên họ coi cái việc ăn nói thô tục, chửi thề, chửi bậy là chuyện bình thường. Nhưng đối với người Sài Gòn chúng ta chuyện đó không bình thường. Người Sài Gòn chúng ta ăn nói mộc mạc, bình dân, nhưng mà không có thô tục. Không có thô tục, các bạn thấy. Và bây giờ thì cái chất đó nó đã mất đi. Cái hay nhất mà các bạn làm thế nào để chúng ta giữ lại cái bản sắc Sài Gòn, tốt nhất là tránh tiếp xúc với họ và đừng làm bạn với những kẻ đó. Tại vì các bạn càng làm bạn với những kẻ đó, do mối làm ăn, do quan hệ ngoài xã hội, vân vân và vân vân, hay là ngay trong sở làm của các bạn phải giữ mối quan hệ với họ, thì các bạn trước sau cũng sẽ bị ảnh hưởng cái ngôn ngữ của họ. Tại vì họ nắm quyền lực cai trị mà. Do đó các bạn khó ảnh hưởng được họ lắm, mà chỉ có họ ảnh hưởng tới bạn, các bạn thôi. Tại vì cái văn hóa của họ là cái văn hóa tranh đấu giành giật từ 70 năm rồi, chứ không phải mới đây. Từ 70 năm ở ngoài Bắc họ đã tranh đấu, họ giành giật, họ làm đủ trò rồi. Thì bây giờ trở lại, họ vào Sài Gòn, họ đem cái văn hóa đó theo, và cộng thêm cái quyền lực bằng bạo lực cai trị, tức là cai trị bằng bạo lực, bằng súng đạn nữa. Do đó các bạn sẽ bị ảnh hưởng. Cái hay nhất là cho con cái các bạn tránh xa những thành phần này. Cho dù là họ tốt với các bạn, họ nice với các bạn, họ dễ thương với các bạn, nhưng mà nó chỉ là giai đoạn thôi. Tại vì bản chất của những kẻ đó vẫn là ích kỷ và quyền lợi. Họ tốt với mình bởi vì mình có thể đem tới một chút xíu quyền lợi cho họ. Do đó mình vẫn còn cái giá trị và họ lợi dụng mình. Chính vì cái sự lợi dụng này thì các bạn mới có được cái chỗ đứng một phần nào đó trong cái xã hội ở Sài Gòn bây giờ. Nhưng khi các bạn hết giá trị rồi thì họ giống như là các bạn giống trái chanh mà bị vắt hết rồi đó, họ quăng vào thùng rác. Bản chất của họ là như vậy. Tôi không kỳ thị vùng miền, tôi cũng không có gọi là khái niệm gì. Tôi nó đã từng nói với các bạn, tôi gốc Bắc mà, bố tôi Hưng Yên, mẹ tôi Thái Bình. Do đó tôi không có cái vấn đề gọi là kỳ thị Nam Bắc trong đó. Tuy nhiên cái mà tôi khẳng định rõ, chúng ta có sự khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc, vĩnh viễn sẽ không có sự gọi là hòa chung ở trong đó. Họ đang đồng hóa người miền Nam thôi, chứ người miền Nam chúng ta không thể chấp nhận được. Và tôi nghĩ rằng các bạn cũng không chịu nổi cái văn hóa mà lệch lạc, tôi gọi là lệch lạc hay là quái thai của người ở xứ Bắc vào. Bởi vì họ sống trong cái xã hội, cái môi trường đào tạo như vậy, họ trở thành thế như vậy, họ không phù hợp với chúng ta. Do đó tôi nói với các bạn, nếu muốn giữ cái hay nhất
là các bạn tránh cho con cái các bạn chơi với những con người xứ Bắc. Và nên tìm lại những người bạn, những người mà có cái giọng miền Nam, những người mộc mạc miền Nam, để mà có thể tìm lại và hội tụ lại với nhau để tạo ra một cái văn hóa, giữ lại cái văn hóa của người Sài Gòn, của người miền Tây, của miền Nam của chúng ta. Thứ hai là thay đổi ngôn ngữ. Họ muốn xóa bỏ cái văn hóa miền Nam. Do đó các bạn thấy trên báo chí của họ đó, không bao giờ họ dùng ngôn ngữ miền Nam hết. Họ nhân danh, là đừng có Hán hóa nữa, đừng có dùng cái chữ Tàu nữa, chúng ta dùng chữ thuần Việt đi, đúng không? Họ nhân danh thôi, nhưng bản chất của họ là họ muốn xóa bỏ cái văn hóa miền Nam. Tôi chứng minh cho các bạn thấy. Ví dụ, các bạn có bao giờ trên mặt báo chí thấy chữ Tòa Bạch Ốc giống như tôi đã từng nói, hay là Ngũ Giác Đài, hay là Hàng Không Mẫu Hạm không? Họ dùng những chữ mới của họ ngoài Bắc, đúng không? Họ nhân danh là, ồ, chúng tôi dùng chữ thuần Việt, chúng tôi không muốn dính líu tới Tàu. Vậy thì các bạn cho tôi thấy đi, cái chữ khẩn trương đó, tiếng Việt hay tiếng Tàu? Nó cũng từ tiếng Tàu mà ra. Và ngay cả cái tên đảng của họ là Đảng Cộng sản. Chữ Cộng sản đó là gì? Chữ Cộng sản cũng là cụm từ của Tàu đó. Nếu muốn thuần Việt thì phải thuần Việt hết những chữ này. Họ có thuần Việt những chữ này đâu. Họ chỉ thuần Việt những chữ của miền Nam thôi. Cho thấy là cái bản chất của họ là họ muốn xóa. Họ muốn xóa dần cái văn hóa người miền Nam của chúng ta. Và Sài Gòn là cái đất được xem là xưa nay có cái bản sắc riêng. Và nó là cái biểu tượng của cả miền Nam Việt Nam. Bây giờ cái đám Bắc vào, tiếng Bắc nhiều hơn, đi trên đường phố Sài Gòn, nghe giọng Bắc nhiều hơn giọng Nam, là các bạn đã thấy về nhân sự, họ đã lấn sân vào Sài Gòn khá nhiều. Rồi bây giờ họ đem những cái văn hóa tầm bậy tầm bạ đó vô. Và cuối cùng là gì? Họ cố tình họ giết luôn cái văn hóa miền Nam. Họ bài trừ cái văn hóa miền Nam một cách tối đa. Và nhân danh là, cái đó là chữ, phiên âm từ tiếng Hán. Như tôi đã nói, bây giờ các bạn nói chữ Hàng Không Mẫu Hạm, các bạn nói chữ Tòa Bạch Ốc, các bạn nói chữ Ngũ Giác Đài, người Tàu có hiểu hay không? Không, bởi vì cái chữ đó nó được phiên âm thôi, nhưng mà nó vẫn là chữ Việt, và chữ Việt của miền Nam Việt Nam chúng ta. Còn họ, những chữ như khẩn trương, cộng sản, những chữ này chính là chữ cũng đã được phiên âm đó. Ví dụ như tôi mà, người Hồng Kông mà nói tiếng Quảng này, chữ cùng sản. Cùng sản tức là cộng sản đó. Đúng không? Hay là cảnh soán, tức là khẩn trương đó. Những chữ này là những chữ được cũng được Hán hóa, tại sao họ không thay đổi? Tại sao họ không đổi đi? Mà họ vẫn dùng. Chứng tỏ là gì? Họ nhân danh cái việc mà gọi là Hán hóa tiếng Việt đó, để họ xóa bỏ toàn bộ cái nền văn hóa của miền Nam. Mà cái nền văn hóa của miền Nam, tôi nói với các bạn, tôi và các bạn sống và trưởng thành trong cái nôi văn hóa đó. Chúng ta hiểu thấu được cái đẹp của nó. Chúng ta biết được cái cách giữa con người với con người. Và cái văn hóa miền Nam và cái cá tánh chung của người dân miền Nam, nó không phù hợp với cái văn hóa miền Bắc. Nên những bạn nào đang ở Sài Gòn, đang lắng nghe tôi, đang nghe cuộc nói chuyện này của tôi, các bạn hãy bắt đầu từ ngôn ngữ. Tức là sử dụng lại những cái ngôn ngữ của Sài Gòn. Những cái ngôn ngữ mà chúng ta đã dùng trong mấy chục năm. Thứ nhất. Thứ hai, dạy con cái tránh xa những cái ngôn ngữ của ngoài Bắc. Tránh xa tiếp xúc với những bạn bè của ngoài Bắc, để con cái mình tránh đi những cái ảnh hưởng đó. Thứ ba là cái văn hóa đẹp của miền Nam mình là gì? Là tinh thần tương trợ. Tinh thần tương trợ giữa hàng xóm với nhau. Cái hay nhất là chúng ta giữ lại cái này. Những cái này là những cái bản sắc đẹp của văn hóa Sài Gòn. Nếu như các bạn tiếp tục mà theo cái cuộc sống bây giờ, thì tôi nói các bạn 5-10 năm nữa thôi, nếu như cộng sản còn cai trị thì tôi nói với các bạn là cái văn hóa miền Nam mình sẽ bị thui chột dần và sẽ bị mất. Bởi vì cái thế hệ trẻ sau này sinh năm 2000 trở lại đây, họ sẽ không biết được những ngôn ngữ đó. Họ sẽ không biết được trong quá khứ ông bà họ có cái ứng xử như thế nào, nó đẹp như thế nào, mà họ chỉ ứng xử theo cái văn hóa của những kẻ ngoài Bắc mang vào, là chửi thề chửi tục, đúng không? Rồi sau đó là gì? Ứng xử ngoài đời á, thì là cái gì cũng là quyền lợi. Những cái này tôi nói với các bạn, nó bắt nguồn từ cái xã hội tranh đấu ngoài Bắc, nó không nằm trong miền Nam của chúng ta. Cho nên các bạn nên tốt nhất là đẩy nó ngược trở lại. Chúng ta không tranh đấu. Muốn tranh đấu đi về Bắc tranh đấu đi,
Ở đây chúng tôi hàng xóm với nhau, chỉ nói nhau với nhau bằng cái tình, chứ không có tranh đấu. Các bạn thực hiện được những điều này, các bạn sẽ giữ được một phần nào cái văn hóa của chúng ta. Rồi có một ngày nào đó đất nước thay đổi, xã hội thay đổi, những kẻ đang cai trị bị đào thải, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ tái lập được cái văn hóa một thời chúng ta đã chinh phục được những quốc gia lân bang. Mà bây giờ thì là không những không chinh phục được, mà còn là những cái kẻ thấp hèn dưới cặp mắt của những quốc gia lân bang. Đây là một cái sự thật. Do đó, nếu như các bạn hỏi tôi và nói là tôi kỳ thị vùng miền, hay là nói là tôi chia rẽ dân tộc, tôi chịu. Nhưng tôi biết chắc xã hội miền Nam và xã hội miền Bắc nó hoàn toàn khác biệt văn hóa, nó không thể đi chung được. Và cái đất nước Việt Nam theo cái nhìn của tôi thì cuối cùng nó sẽ rơi vào cái gì các bạn? Ít nhất phải là một quốc gia hai thể chế. Tại vì trước sau gì cái văn hóa miền Nam đương nhiên nó sẽ không chết, và cái lối sống của người miền Nam nó không phù hợp với người miền Bắc. Dù có áp đặt cỡ nào, tôi nói rằng nó sẽ đổ máu, và cuối cùng người miền Nam phải tự giành lấy cái quyền tự trị của mình, cái quyền điều hành cái giang sơn ở miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vô. Bởi vì cái văn hóa đó nó không thích hợp với là người miền Nam. Mà khi mà đến một cái vùng đất mà văn hóa không thích hợp, dù có cưỡng cầu ở lại thì trước sau cũng sẽ bị đuổi về. Một cách nào đó họ cũng sẽ bị đuổi về. Và cái vấn đề đuổi được hay không là do chính những bạn bè của tôi, những người đang lắng nghe tôi từ Sài Gòn, từ miền Tây, làm cách nào để đẩy cái nền văn hóa đó ngược trở về xứ của họ, để giữ lại cái văn hóa chung của người Sài Gòn. Các bạn thấy trong lối làm ăn hay là trong cái cách ứng xử, các bạn nhìn thấy người miền Nam mình rất là lè phè, sao cũng được, bạn bè mà. Ok, nói với nhau bằng cái miệng cũng được. Còn cái văn hóa miền Bắc, cái gì cũng lên giấy tờ, mà giấy tờ là rồi họ lật lọng cũng vậy thôi. Họ lật lọng cũng từ giấy tờ. Ngày xưa các bạn nhớ ở miền Nam chúng ta không? Một lời nói với nhau thôi. Một lời nói nhau, không cần một tờ giấy lận lưng nữa. Nhưng mà cái niềm tin và cái niềm tin giữa con người và con người nó tới mức không cần phải tới tờ giấy. Và cuối cùng là gì? Cuối cùng thì họ vẫn làm ăn với nhau mấy chục năm, chỉ một lời nói thôi. Đó là cái văn hóa của miền Nam. Bây giờ cái đám Bắc nó vô đó, cái văn hóa mà nó không tin ai cả, tại vì nó đến từ một cái xứ sở, từ một cái nơi suốt ngày tranh đấu. Mà khi tranh đấu đó thì không thể tin ai được hết, tại vì lỡ tin nó mai mốt nó đâm sau lưng mình sao. Cho nên họ quen cái đó rồi, họ mang cái văn hóa đó vô, cái gì cũng giấy tờ hết. Nhưng mà rồi bắt đầu là họ chỉ cần một chữ sai thôi là họ bắt bẻ, họ lật ngược cái lời hứa, cái lời cam kết đó lại liền. Các bạn nhớ cái vụ mà Đồng Tâm Mỹ Đức không? Nhớ ông cái ông gì? Ông Trung hả? Tới từ Hà Nội xuống tới Đồng Tâm Mỹ Đức, cam kết rõ ràng với người dân ở Đồng Tâm Mỹ Đức của họ đó. Rồi khi ông ta trở về Hà Nội thì như thế nào? Khi ông ta trở về, ông ta trở miệng ngay. Đó là cái văn hóa bình thường ở ngoài xứ Bắc. Tức là họ coi cái chuyện mà lật lọng là chuyện bình thường, cái chuyện nói láo là chuyện bình thường. Nhưng mà nó không phải trong miền Nam của chúng ta. Trong miền Nam của chúng ta, cái văn hóa lật lọng không có. Chỉ có về sau này khi đám Bắc vào, đem cái văn hóa lật lọng vào, rồi cái con em, những cái thế hệ sinh năm 80, 90 đó, ảnh hưởng cái văn hóa đó, mới có cái sự lật lọng thôi. Chứ trước đó chúng ta không có văn hóa lật lọng. Các bạn nhìn thấy rõ ràng. Do đó, cái hay nhất, các bạn muốn giữ được con em mình có một cái môi trường sống, thì cái hay nhất, cái tốt nhất mà theo tôi khuyên các bạn là giữ cho con em mình tránh xa cái sự lật lọng của đám Bắc Kỳ. Tại vì họ sống trong cái môi trường đó quen rồi, và họ đem cái văn hóa đó vô Sài Gòn. Và khi đem vô Sài Gòn thì đương nhiên là họ có quyền lực, họ có chính phủ, họ có súng đạn, họ có công an, họ có quân đội, thì đương nhiên là chúng ta không thể nào mà có thể phản kháng được. Họ áp đặt cái nền văn hóa đó vào miền Nam, và chúng ta phải chấp nhận. Họ nắm hết báo chí luôn. Bây giờ các bạn muốn nói chữ đó, các bạn cũng chỉ nói ngoài đường, chứ các bạn đâu có nói trên báo được. Các bạn nói trên báo họ sửa hết. Các bạn nói chữ tòa Bạch Ốc có tự động cái họ viết thành chữ Nhà Trắng ngay. Thì các bạn nhìn thấy rồi là cái văn hóa đó nó không phù hợp với miền Nam chúng ta. Cái hay nhất, các bạn muốn giữ cho người dân, giữ cho con em của mình, gia tộc của mình, dòng họ của mình
theo cái văn hóa của miền Nam, cái hay nhất là chúng ta tránh xa họ. Đừng có buôn bán với họ nữa. Đừng có làm ăn với họ nữa. Tại vì có thể có lợi được trước mắt, nhưng thiệt thòi về phía sau, cuối cùng có chuyện họ đẩy chúng ta ra. Họ đẩy chúng ta ra làm bia đỡ đạn hết. Và cuối cùng chúng ta trở thành những cái bị thịt để họ xử bằng luật pháp. Còn họ thì phủi tay đi về Bắc. Đó là cái văn hóa của dân miền Bắc. Và họ vào trong Nam, họ vẫn mang cái văn hóa đó theo. Do đó, tôi nói với các bạn, nếu như các bạn muốn gìn giữ con em mình, tránh những cái môi trường độc hại đó, cách hay nhất, đừng chơi với họ, đừng làm ăn với họ nếu có thể. Còn nếu cực chẳng đã phải xã giao với họ, thì nên giữ một cái khoảng cách thật dài, thật xa, để tránh. Chứ nếu không, một ngày nào đó, thì các bạn sẽ biến thành một cái thứ bất kỳ y chang như vậy, cũng ăn tục nói phét, cũng chửi thề, mở miệng ra là chửi thề, gọi thằng này thằng kia, vân vân. Tôi nói với các bạn, đó là cái mà hay nhất. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nhìn thấy được là cái chủ trương rất dã man của cái đảng cai trị. Họ muốn xóa hết tất cả những cái dấu vết của miền Nam. Lý do họ muốn xóa là khi nếu mà còn để những cái dấu vết đó, cái thế hệ trẻ lớn lên, họ tìm về những cái dấu vết đó, thì họ sẽ phát hiện được những cái tội ác của đảng Cộng sản trong quá khứ. Chính vì vậy, họ muốn xóa tất cả những cái gì tốt đẹp của miền Nam, để gán cho miền Nam là những cái gì xấu xa nhất, để không ai biết đến cái quá khứ tội ác của họ trong chiến tranh Việt Nam và sau chiến tranh nó như thế nào. Những cái đối xử tàn ác của họ đối với người miền Nam như thế nào. Họ muốn những cái thế hệ sau, sinh năm 2000, rồi sinh năm 2010 trở về sau này, sẽ không còn biết gì đến cái văn hóa của người miền Nam nữa. Do đó, đây là một cái mà tôi nói thật với các bạn ở bên ngoài chúng tôi nhìn thấy. Tại vì họ quá rõ ràng, họ làm họ giấu đầu, họ lòi đuôi. Họ nhân danh là ô bây giờ dùng chữ thuần Việt, nhưng thực chất họ chỉ đem những chữ miền Nam lên, họ đổi lại hết thôi. Còn những chữ miền Bắc họ dùng, họ vẫn dùng. Họ dùng dù cái chữ đó là chữ Hán Việt đó, họ vẫn dùng các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy chữ trưởng ban cũng là Hán Việt, chữ chủ tịch thì cũng là Hán Việt thôi. Tại sao họ không bỏ những chữ đó đi? Mà họ chỉ đem những chữ miền Nam của chúng ta đi, họ bỏ. Thì các bạn đã đủ hiểu là họ muốn xóa bỏ cái văn hóa tốt đẹp của miền Nam Việt Nam chúng ta. Mà cái văn hóa đó chính là cái văn hóa mà chúng ta đã được ông cha để lại, rồi chúng ta có thêm được cái phần giáo dục của người Pháp trong cái thời gian họ đô hộ Việt Nam. Họ đem cái nền giáo dục họ tới, do nên chúng ta có một cách ứng xử nó phù hợp với lại cái cộng đồng quốc tế bên ngoài. Nếu như các bạn ở miền Nam, các bạn chưa có dịp ra bên ngoài, mà nếu các bạn có dịp ra cái thế giới bên ngoài qua những quốc gia Âu Châu hay là Hoa Kỳ hay Úc Châu, thì các bạn sẽ gặp lại những cái nét văn hóa này bởi những người bản xứ chứ không phải riêng người Việt Nam đâu. Là vì nó đã từng cùng một cái hệ thống giáo dục xưa ngày xưa, và sau đó thì nó lại có cái phù hợp. Do đó các bạn bước ra thì các bạn sẽ kiếm lại được cái giá trị của những cái nét văn hóa đó. Còn các bạn ở trong nước thì đương nhiên với cái chính sách mà xóa bỏ cái văn hóa miền Nam của đảng Cộng sản thì các bạn sẽ không bắt gặp được những cái văn hóa này đâu. Cùng lắm lâu lâu các bạn ghé vô một cái gia đình nào đó, họ ý thức được, các bạn bước vô gia đình đó thì các bạn mới nhìn thấy được là nó còn tồn tại ở Sài Gòn hay ở miền Nam một phần nào. Còn lại các bạn không nhìn thấy. Do đó cái hay nhất, các bạn nên, nếu như những bạn nào mà sinh năm 90, 2000 hay là 2010 mà đang nghe tôi nói, nhất là những bạn trẻ mà các bạn muốn hiểu về cái văn hóa miền Nam, các bạn lên Google, các bạn đánh vào Sài Gòn, người Sài Gòn, hay là các bạn đánh vào những cái chữ như là Bạc Liêu, rồi các bạn sẽ đọc lại những cái tác phẩm cũ, các bạn sẽ tìm thấy được những cái ngôn ngữ của những tác phẩm cũ như thế nào. Từ đó các bạn mới phân tích, đối chiếu và so sánh ra, là các bạn mới thấy được cái giá trị mà cái bản sắc thật sự của người miền Nam nói chung hay là người Sài Gòn nói riêng nó như thế nào. Ngày xưa chúng ta, ông bà của các bạn dùng ngôn ngữ nào, nó đẹp ra sao, mà bây giờ các bạn không thể dùng được, bởi vì những kẻ đang cai trị không muốn các bạn dùng những ngôn từ đó, những cái chữ đó hay là những cái nét văn hóa đó, họ không muốn. Do đó nếu như các bạn đang lắng nghe tôi, các bạn cứ vào Google đánh vào chữ người Sài Gòn hay là văn hóa Sài Gòn, văn hóa cũ, vân vân, thì các bạn sẽ tìm ra hàng chục, hàng trăm bài viết nói về cái văn hóa Sài Gòn. Hoặc là các bạn có thể tìm những tác phẩm cũ
của những nhà văn trước năm 1975, từ Lê Xuyên, từ Duyên Anh, từ Nguyễn Mạnh Côn, vân vân. Thì khi mà các bạn tìm lại những cái tác phẩm đó, hay là Chu Tử cũng vậy, thì các bạn đọc cái ngôn ngữ họ viết, thì các bạn sẽ hiểu được cái ngôn ngữ ngày xưa chúng ta dùng nó như thế nào. Nó hoàn toàn nó khác biệt với cái ngôn ngữ bây giờ mà cái đảng cai trị đang muốn các bạn dùng. Cái ngôn ngữ ngày xưa của mình nó rất là đẹp. Nếu các bạn muốn đọc những cái tác phẩm này, tôi nghĩ là các bạn đọc, tại vì nó đã được đưa lên trên Internet rất là nhiều, qua những cái blog, qua những cái website, những cái tác phẩm, những cái sản phẩm. Và ngay cả bây giờ các bạn hát nhạc Bolero đúng không? Các bạn rất là thích nhạc Bolero. Các bạn nghe coi lại cái lời nhạc đi. Nó bóng bẩy, nó dễ thương và nó đẹp. Nó không có cái kiểu mà ba trợn như bây giờ. Bây giờ những bản nhạc mà dân Bắc sáng tác nó ba trợn vô cùng. Nó nói những cái chữ mà mình nghe mình còn không hiểu nữa, mà nó trở thành, đôi lúc nó trở thành hot. Trong khi các bạn ngó là cái dòng nhạc Bolero của mình, những cái lời nhạc đó đi, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy được cái đẹp của nó. Cái đẹp rất là đẹp của cái ngôn ngữ đó. Mà đó là chính là cái ngôn ngữ ngày xưa mà ông bà các bạn, cha mẹ các bạn đã từng dùng. Đã từng dùng trong quá khứ. Nhưng bây giờ, cái xã hội các bạn không bắt gặp được nữa. Khi các bạn hát một cái bài hát của Bolero, hát một cái bản nhạc như là Phố Đêm, Con Đường Xưa Em Đi, hay Xuân Này Con Không Về, vân vân, thì các bạn thấy những cái lời nhạc đó viết ra, những cái văn phong, những cái lời ca từ, ở bên Việt Nam các bạn gọi là ca từ, thì các bạn sẽ thấy cái đẹp của nó như thế nào. Thì lúc đó các bạn đối chiếu so sánh thì các bạn mới hiểu được là tại sao tôi ngày hôm nay phải nói nhiều về cái giá trị văn hóa của người Sài Gòn, và làm cách nào chúng ta giữ được cái văn hóa, cái giá trị đó. Những cái lời nói bóng bẩy rất dễ thương và rất là đẹp. Nó khác xa với những cái lời nói một cách gọi là bộc, gọi là bình dân, kiểu mà của cái ngoài Bắc bây giờ, mà tôi gọi là những cái lời nói mà tôi nói là thô tục đó. Tôi dùng chữ thô tục. Nó không có thô tục giống như là cái văn hóa ở ngoài Bắc. Người miền Nam chúng ta cái gì cũng vậy. Tuy là chúng ta là những người nói thẳng, nói thật, tại vì văn hóa miền Nam mà có sao nói vậy, nói vậy. Nhưng mà cái ngôn ngữ chúng ta dùng vẫn bóng bẩy như thường, vẫn đẹp như thường. Chứ nó không có cái kiểu mà thô tục giống như ngoài Bắc. Ngoài Bắc á, thì miệng lưỡi dữ lắm, nhưng mà rất thô tục. Do đó, hai cái nền văn hóa của chúng ta nó khác nhau. Của chúng ta và những người ngoài Bắc dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa và cái nền giáo dục xã hội chủ nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Ngoài Bắc mà muốn gột rửa cái văn hóa này đó, họ mất cả trăm năm. Tại vì thay đổi cả cái nền giáo dục, rồi những cái thế hệ mà đang sống với nền giáo dục bây giờ là coi như hết chữa rồi. Phải đợi những cái thế hệ sau ra, rồi dạy lại cho họ những cái ngôn ngữ đẹp, những cái ngôn ngữ đàng hoàng đó. Thì chúng ta cũng mất cả trăm năm thì ngoài Bắc mới gột rửa được. Thì lúc đó nó mới có cái gọi là cái sự hòa đồng giữa hai nền văn hóa. Còn bây giờ cái văn hóa miền Bắc là cái văn hóa lệch lạc, nó không phù hợp với người miền Nam. Do đó, nếu các bạn nghe tôi, các bạn cứ làm theo cái gì mà tôi đã chia sẻ với các bạn, và mong rằng các bạn so sánh, đối chiếu, phân tích để kiếm ra đúng cái hướng đi của mình. Đó là cái mục đích của những cái livestream của tôi. Chỉ mong rằng các bạn ở trên đang lắng nghe livestream của tôi đi theo cái hướng này, thì các bạn sẽ biết được đâu là cái đẹp và đâu là cái xấu. Và Sài Gòn tại sao vẫn được ca ngợi, nó có cái đẹp của nó. Ok các bạn, đó là cái livestream ngày hôm nay của tôi. Mến chúc tất cả các bạn một buổi chiều thứ ba ở bên Hoa Kỳ thật là tốt lành, an bình bên gia đình và người thân. Và chúc các bạn ở bên Việt Nam một buổi sáng thứ tư thật là an bình, và bước ra đường qua một ngày được an bình. Và chúng ta sẽ gặp lại vào tối ngày mai. Chào tất cả các bạn. Và hãy nhìn xem những cái comment của dư luận viên để hiểu cái bản chất của nó. Toàn là những cái comment vô học, những cái comment chửi thề. Và cái nguồn gốc của những cái dư luận viên này đa phần là ở Hà Nội.
thần là ở Hà Nội. Bọn họ đã sống ở cái thời Cộng sản mà, cho nên đa phần cái từ ngữ họ nói ra là chữ thề không. Cái văn hóa này không thể tồn tại trong miền Nam Việt Nam. Người dân Việt Nam này, người dân miền Nam Việt Nam bản chất sống rất là hiền hòa, chân thật, chân chất. Nhưng cái văn hóa của miền Bắc, của những cái người mà du luận viên ngày hôm nay nó mang lên đây nè, chính là cái văn hóa khốn nạn. Cái văn hóa không nên tồn tại ở miền Nam Việt Nam. Văn hóa đó thì sao? Trẻ em ngày hôm nay học gì ra lớp cấp 2 à, lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì hả? Tắm đá đánh nhau liên hồi chửi thề không? Những người miền Nam Việt Nam, những cái người trẻ chúng ta ngày hôm nay phải làm một cái điều gì đó để đẩy những cái văn hóa này đi, dục nó xuống hố, chôn nó xuống mồ, không thể để nó tồn tại được. Còn cái lũ dư luận viên đa phần gốc là người ngoài Hà Nội, khốn nạn không? Tao nói cho tụi bay biết, tao không có sợ tụi bay đâu nha. Nhưng mà những cái cách tụi bay làm, tụi bay kéo quân vô để làm gì? Để cho những cái người trẻ sau này họ vô coi những cái comment đó, để họ tiếp tục, họ lại an lòng với những cái comment của tụi bay. Chứ tao không có sợ tụi bay rồi. Chẳng lẽ tao cứ làm các cái video clip lên trong hội tao chửi tụi bay hoài. Nhưng các bạn trẻ hãy nghe tôi nói, tụi du luận viên vô rất là nhiều, để làm gì? Nó cứ comment để cho những cái chữ nó chạy xuống. Các bạn đi vô trong đây, các bạn tìm hiểu thông tin, rồi các bạn coi những cái cách tụi nó trấn an. Tôi rút được tiền mà, 2-3 triệu thì ok, 2-3 triệu ok chẳng sao. Mà nhiều người nói trời ơi chị ơi, làm gì có tiền để mà rút. Đúng vậy, người dân không có nhiều tiền để gửi ngân hàng, làm gì có nhiều tiền để mà rút. Và cái Tết năm nay là cái Tết kinh hoàng với nhiều người. Tôi ở Việt Nam tôi biết mà, bao nhiêu năm trời, thời gian càng về sau, đối với tôi cái Tết nó vô nghĩa. Mua có một mớ trái cây như thế này thôi mà 600-700 ngàn, có triệu bạc. 1 triệu bạc ta không mua được cái gì hết. Đảng Cộng sản ngày hôm nay, bây giờ Tết đến nơi, nó đưa vợ con đi du lịch khắp nơi. Người dân trong nước của chúng ta mùng 1 Tết phải ra ruộng, cấy, nhổ cỏ. Những cái điều này ai thấy? Tụi du lịch viên tụi em có thấy không? Hay sống trong mồ hôi nước mắt của đồng bào, trong sự khốn khổ của dân tộc. Nếu như một ngày nào đất nước thay đổi thì tụi bay hãy xuất đầu lộ diện, tụi bay nói rằng tao là những người chửi mày nè, thì thử xem tao xử mày thế nào. Tao nói cho tụi bay một lần nữa, tụi bay dư khả năng chửi, tao còn chửi, tao cũng thách tụi bay, tao chửi được gấp 10 lần nha. Thượng bằng hạ cáo, chửi kiểu mà chợ cá tao cũng chửi được nữa. Nhưng mà ở trong đây có nhiều người trẻ vô tìm hiểu, thì ta không thể nào ta chửi mắng tụi bay giống như cái kiểu luận điệu của tụi bay. Cái kiểu của tụi bay là cái kiểu ngu học, cái kiểu mất dạy. Chỉ có văn hóa cộng sản của tụi bay mới dạy tụi bay như vậy thôi. Nhưng người miền Nam của tụi ta không bao giờ như vậy. Chính tụi bay sau năm 75 đã mang cái văn hóa đó vào Việt Nam, vào miền Nam, để ngày hôm nay hư hết của xã hội miền Nam của tao. Tao đã nói tụi bay, tao không có sợ tụi bay. Một mạng này tao thí tụi bay đó. Những người trẻ Việt Nam đừng có sợ nữa, thì xem nó làm gì. Chúng ta đã, Dương đã nói, chúng ta âm thầm liên kết với nhau, đừng có bộc phát, âm thầm liên kết, thời cơ tới chúng ta đứng lên. Tao nói một lần nữa, cái văn hóa cộng sản của tụi bay tao sẽ chôn nha. Tao sẽ chôn tụi bay đó, chôn mà không thể nào đầu thai được. Tụi bay phải trả giá, mà hãy trả là cái sự trong sạch cho miền Nam Việt Nam của tụi tao. Miền Nam Việt Nam của tao không có những thứ văn hóa mất dạy vậy, không có những cái văn hóa chữ thề như vậy nha. Chính tụi bay đã làm cho cái thế hệ trẻ của miền Nam Việt Nam tao, nói miền Bắc tao không biết, nhưng mà người miền Nam Việt Nam của tao cần phải sạch, cần phải rửa hết, phải thay đổi. Tao không sợ tụi bay, tao không hề sợ tụi bay, nhưng mà tao không thể xuất hiện lên để mà tao nói nhiều lần được. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Môi Mỏng. Đề tài hôm nay tôi muốn nói đến một vấn đề là văn hóa ứng xử của người Bắc khi chuyển vào miền Nam. Thì thời gian gần đây trên mạng xã hội liên tục xuất hiện ra những cái ý kiến than phiền liên quan tới văn hóa ứng xử của người Bắc. Là một người miền Nam thì tôi xin phép được nêu ra những cái ý kiến nhỏ cho những cái người miền Bắc. Ok,
có thể tham khảo về lối ứng xử để làm sao cho phù hợp hơn với người miền Nam, để giúp cho những cái người miền Nam giảm bớt được những cái ác cảm đối với cái người miền Bắc. Dĩ nhiên thì đây chỉ là những cái lời khuyên kiến nghị mà thôi. Nếu mà bạn cảm thấy là khó chịu và khó thực hiện quá thì bạn có thể chọn cái phương án là không vào miền Nam. Lời khuyên đầu tiên của tôi á là các bạn đừng có nên xưng là ông mày bố mày với bất cứ ai hết, kể cả với cái người miền Bắc luôn, đang sống ở miền Nam luôn. Cái kiểu mà xưng hô như vậy á thì không có gây ra được thiện cảm cho người miền Nam đâu. Khi gặp bất cứ ai, nếu chưa chắc chắn là người đó nhỏ tuổi hơn bạn thì tốt nhất thì bạn nên gọi là anh hoặc là chị. Nếu mà đối phương gọi lại là anh hoặc là chị á thì cái kiểu đó là cái kiểu xã giao lịch sự của miền Nam mà thôi. Đừng có xưng hô lại là anh chị tiếp với lại họ. Bởi vì các bạn thường hay nghĩ rằng là mình nên gọi như vậy á thì sẽ là phù hợp với cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà thật ra thì không phải như vậy ha. Người miền Nam thì trao đổi xưng hô là anh và chị như vậy á thì đó chỉ là cái phép lịch sử ở miền Nam mà thôi. Tiếp tới nữa là nếu là bạn là nam giới mà gặp một cái người nam giới nhỏ tuổi hơn gọi là em á thì sẽ được tạo được cái thiện cảm hơn, thay cho cái việc gọi là bà chú mày. Người miền Nam thì không có thích cái kiểu gọi là anh nói cho chú mày nghe. Ok, rồi. Tiếp tới nữa thì là bạn nên tập nói những cái lời cảm ơn, xin lỗi theo phản xạ. Điều đó không có làm cho địa vị của bạn thấp hơn đâu, nó chỉ giúp cho bạn lịch sự hơn mà thôi. Bạn nên tôn trọng những cái người mà làm dịch vụ. Sẽ rất là nực cười nếu như mà ở nhà quê của bạn á, bạn được phục vụ kém, rồi khi vào miền Nam á lại được phục vụ tốt hơn, và bạn nhân cơ hội đó bắt chẹt người khác để chứng tỏ đẳng cấp bản thân của mình. Ok. Người miền Nam á thì không có phân biệt đối xử nghề nghiệp, sang hèn, người thợ hay là nhân viên văn phòng gì cũng vậy, đều bình đẳng như nhau hết. Nếu bạn vào đây với tâm thế khinh thường người khác, cụ thể là khinh thường người miền Nam á, thì bạn sẽ chỉ có thể sống được trong cái phạm vi họ hàng, bạn bè của mình mà thôi. Rất là khó khăn để cho bạn có thể tận hưởng được hết tất cả những cái vẻ đẹp và tinh hoa của người Sài Gòn. Ok. Khi đi ngoài đường á, thì nếu mà thấy ai chưa á chống xe á, thì các bạn nên nhắc cho họ nha, bởi vì đây là văn hóa của người miền Nam. Rồi khi mà bạn đi đường á, nếu mà bạn thấy có người bị té xe á, nếu mà thuận tiện thì bạn nên dừng xe lại, khóa lại cái xe của mình rồi giúp đỡ người bị nạn. Làm như vậy á thì cuộc sống của bạn á nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, vì bạn đã được làm được một cái điều tốt. Nói chuyện á thì nói chuyện vừa đủ nghe thôi. Việc ăn to nói lớn oang oang giống như là người nhà quê á thì không có tạo được cái thiện cảm, đặc biệt là ở nơi công cộng. Không phải ai cũng có nhu cầu nghe tất cả những cái dự án mấy ngàn trăm cây vàng, mấy trăm tỷ bạc của bạn. Nếu được á thì tốt nhất các bạn nên học các từ vựng của người miền Nam. Ví dụ giống như là nón thay cho mũ nè, dư thay cho thừa nè, mũ thay cho thề nè. Không có nên gọi ngôi số 3, số nhiều á, bọn này bọn kia. Người miền Nam cũng không có thiện cảm mấy cho mấy cái từ đó lắm đâu ha. Khi tới nhà bạn bè người miền Nam chơi, nếu được mời cơm, tốt nhất thì bạn cứ ăn uống thoải mái một cách tự nhiên đi. Người miền Nam mà mời cơm á
là mời thiệt chứ không phải mời lơi. Ở ngã tư đường, đặc biệt các bạn nên dừng đèn đỏ, ra đường nhớ đội nón mũ bảo hiểm. Ở đây á thì người nào mà chạy xe ra đường mà đầu chừng á thì coi thì bị coi giống như là sinh vật lạ vậy đó. Tiếp nữa là hạn chế chửi những cái từ như là địt mẹ, địt bố này kia, bởi vì cái từ đó đó nó gây ác cảm, rất là ác cảm với người miền Nam. Đó có thể là nỗi ám ảnh từ trong ký ức của những cái người mà thời trước, thời lâu rồi mà đến bây giờ họ vẫn còn ác cảm. Hãy thân thiện hơn, cởi mở hơn, thành thật hơn với những cái người xung quanh. Nếu cảm thấy không an toàn với chính người Bắc, hãy tập chơi với người Nam luôn và tập sống giống như họ luôn ha. Sài Gòn là đất tứ xứ, cư dân phức tạp. Đừng có thấy cướp giật ở Sài Gòn rồi so sánh nó với giống như là cái nét yên bình ở quê của bạn. Nếu Sài Gòn cũng yên bình thì nó có phải là nơi lý tưởng để kiếm sống không? Các bạn nghĩ đi. Khi tranh cãi một vấn đề nào đó thì các bạn cần nên hiểu rõ cái lý lẽ và nên có cái điểm dừng. Tật xấu nhất của các bạn mà miền Bắc á là khi tranh cãi thì muốn thắng cho bằng được, bất chấp lý lẽ. Nhiều khi sẵn sàng bị ra nó nhói một cái chuyện gì đó rất là phi lý để đạt được cái mục đích của mình. Cái điều đó đó ngăn cản các bạn đến với cái nền văn minh, cũng như là ngăn cản các bạn gặp được một cái cơ hội để tái tạo lại cái thế hệ tiếp theo, là cái thế hệ gọi là con cháu các bạn. Rồi, tiếp nữa. Các bạn khi nhận được cái gì á thì chỉ cần nói cảm ơn thôi là đủ rồi. Không cần nhất thiết là phải là cho em xin, cho anh xin, cho bác xin. Sau khi nhận một cái gì đó từ ai đó thì nó nghe nó khách sáo lắm, không cần đâu ha. Nói tới đây Môi Mỏng chỉ muốn chia sẻ một vài điều ngắn gọn như vậy với những cái bạn miền Bắc, để giúp cho các bạn có thể là hòa đồng, có thể là sống tốt, sống khỏe, sống một cách văn minh với cộng đồng người Sài Gòn. Nếu mà bạn cảm thấy là những cái chia sẻ này của mình có những cái ý kiến trái chiều hoặc là cảm ơn thì vui lòng comment ở bên dưới, và nếu được thì hãy nhấn nút like và share theo dõi kênh của mình nhé. Môi Mỏng xin cảm ơn. Chạy rồi. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Cái mỏ vào đây, đục chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao chọc. Dao cụ thế. Đấy, được rồi. Rồi vào.
Không, không phải đâu. Chưa sâu. Bảo tôi lấy thì nó đâu rồi. Chờ cuốn sao? Nghiêng ra. Đấy. Bắt đầu chặt đi, chặt đi xong nó lấy nước chảy ra. Đây này cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ốc cơ. Gió đánh cái cành nhỏ. Hứng nữa vào, không lấy nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa là ra đấy. Dốc về cái cành nhỏ. Dốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Not,